Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng có mặt tại Gia Lai để theo dõi lượt về của cuộc thi Quân khu số 1 thách đấu. Và với những thử thách mới, đó chính là các đội tuyển sẽ phải mặc bộ khí tài phong hóa L1 vượt 6 vật cản. Chúng ta phải điều chỉnh được cái nhịp thở, tại vì mặc vào rất là khó thở. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã khắc phục để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của quân khu 3. Mình là người về cuối cùng thì thời gian dừng lại, cho nên là hoạt động liên tục, không có thời gian để mình nghỉ, mà chỉ tập trung chạy vào đích thời gian nhanh nhất. Trong chương trình này, chúng ta sẽ không chỉ được biết là lòng dũng cảm và chí cột cường của dân tộc ta bắt đầu từ đâu, mà còn là chúng ta đang nhìn thấy những tinh thần đó đang chảy trong huyết quản của các chiến sĩ trẻ trung của quân đội nhân dân Việt Nam ngày hôm nay. Quân khu 3, quyết tâm, đội tuyển binh chủng, quyết tâm.